Dạ con chào nội. Dạ. Nội bán gì vậy nội? Hả? Nội đang bán gì vậy? Nội bán vé số nè. Dạ. Nội năm nay nội được mấy mươi rồi? Dạ 94 mà. 94 rồi hả nội? Dạ. Dạ. Nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 85 mà cũng dạ. Vé dài càng lắm. Dạ. Ngoại ơi, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 80 rồi hả ngoại? Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 75 tuổi. Dạ, bây giờ ngoại bán một ngày được bao nhiêu ta? Có mấy chục không có tiền con. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Dạ 77 rồi. Dạ. Đến 78 mà té về mấy tháng nay mới nghỉ mới bán ít bữa rồi. Dạ. 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 Nó bán có 4 nải chuối thôi hả nội? Ngoại bán gì vậy ngoại? Lắm hơn chút là nhá. Dạ. Dạ. Ngoại bán có nhiêu đây thôi hả ngoại? Dạ. Con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán xôi. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại là thị trấn Càng Long. Ở đây thuộc hình như huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục trao tấm lòng của anh Tuấn Nguyễn ở Mỹ, mà em còn giữ số tiền của anh ấy là 2 triệu đây. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ thay mặt anh Phước ở bên Đan Mạch với số tiền là 12 triệu. Dạ. Đối với nguyện vọng của hai anh là mong muốn tấm lòng hai anh sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi, bớt phần nào nỗi vất vả trong cuộc sống. Dạ thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ trao tấm lòng hai anh đến với cho bà con khó khăn ở tại thị trấn, ở đây hay là thị xã Càng Long thì vậy. Em không nhớ rõ lắm nhưng mà đây là một trong những cái chợ cũng rất là lớn luôn. Dạ thì em nghĩ là cũng sẽ có nhiều những hoàn cảnh khó khăn ở đây để nhận tấm lòng của hai anh. Bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chợ chung với em để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn nha. Trời. Dạ, chào chị. Dạ, chị đang bán gì vậy chị? Đang bán sớm à. Dạ, chị ơi, chị có thể mở nón, mở khẩu trang nói chuyện với em xíu không? Dạ. Chị năm nay chị được mấy mươi rồi? Em 36. Dạ, hình như là em cũng có gặp chị một vài lần phải không? Dạ, lúc hai vợ cho em vài lần. À dạ, bây giờ một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ, em bán được 100 mấy, 200 anh. Dạ, rồi chị bán vậy thì chị có lo cho ai không? Dạ, em lo cho cha mẹ, hai đứa cháu. À, chị không có gia đình hả? Dạ. Chị có thể cho em biết là vì sao mà chị ngồi xe lăn điện không? Dạ, em bị khuyết tật nhỏ, số bài liệt nhỏ lớn luôn á. Dạ, chị cho em xem cái chân cái nha chị. Dạ. Chị bị teo hai chân luôn đó ha. Dạ em bị sốt bị liệt nhỏ lớn luôn. Dạ. Bữa nay thì gặp chị là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay em xin phép thay mặt anh Tuấn là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Thì anh ấy rất thương những hoàn cảnh kém may mắn cho chị. Dạ. Thành ra ngày hôm nay anh Tuấn có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho chị. Dạ em cảm ơn anh. Còn em cảm ơn anh Tuấn. Chúc anh Tuấn nhờ và sức khỏe nha. Dạ. Chúc chị sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng của anh ấy nha. Dạ. Dạ. Xin phép chờ chị. Dạ. Chị bán hết sớm gì sớm. Dạ. Dạ. Xin phép chờ chị. Dạ cảm ơn anh. Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Cảm ơn mấy anh nha. Rồi, chúc mấy anh sức khỏe. Dạ. Ngày trước đó thì ở dưới Càng Long này em cũng có hình như 2-3 lần gì em phát gạo với cô chú anh chị ở khúc đẳng chút xíu, khoảng chừng một cây số là em cũng có duyên gặp chị ấy. Rồi cũng có một lần em đi phát gạo ở Càng Long này, nói chung thì nó cũng tương đối khá là lâu rồi, với lại lúc đó em đi em chưa có biết là cái chợ nó nằm chỗ nào cô chú anh chị. Lúc đó em đi được có nửa bên này.
Thì những khu vực này á, là tuyến này là tuyến quốc lộ 53. Nếu cô chú anh chị đi khoảng hơn 20 cây số nữa thì chúng ta sẽ tới thành phố Trà Vinh là hướng đó. Còn đi ngược về đây thì chúng ta sẽ tới là thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Như cô chú anh chị có thể thấy là ngày hôm nay á, là sương mù rất là nhiều luôn. Sau khi mà ngày hôm qua thì mưa nó không phải là quá dữ dội nhưng mà mưa nó cũng lớn. Từ buổi trưa mà tới tối khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy luôn. Thành ra ngày hôm nay buổi sáng sương mù quá là nhiều luôn á cô chú anh chị. Nội ơi, dạ con chào nội. Nội, nội bán gì vậy nội? À, hôm nay nè chuối chứ không có. Dạ, nội bán có 4 nè chuối thôi hả nội? Dạ, nội năm nay rồi được mấy mươi rồi? 71 rồi ha. Dạ, nội ơi, nội có thể mở nón, mở khẩu trang nói chuyện với con chút xíu được không? Dạ. Nói chuyện gì? Dạ, chuối này của nội là nội mua bán lại hay đồ nhà? Mua. Dạ, bây giờ một nải nội bán bao nhiêu? Ghẻ dữ vậy đó hả nội? Vậy một ngày mà nội bán nội trừ hết chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Mấy ngày nay có gì đâu, không có đồ, có bữa là không. Dạ, vậy là nội bán một ngày là chắc được vài chục ngàn là dữ lắm rồi đó ha. Có bữa không có đồng bạc nào lời. Có bữa không có đồng nào luôn. Ừ, như vậy đấy, có gì. Dạ, mà nội bán như vậy thì nội có lo cho ai trong gia đình không? Ở nhà có 4-5 người. Dạ, là nội ở với ai? Ở với con. Dạ, còn ông nội đâu rồi nội? Dạ, ông nội được mấy mươi rồi nội? 71 tuổi. Dạ, bữa nay thì gặp nội là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt là chú Tuấn, là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú Tuấn có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Cảm ơn cậu nha. Dạ, nội đếm giùm con xem chú Tuấn tặng nội bao nhiêu. Dạ, bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Mừng. Nội có nhắn gửi gì với chú Tuấn không? Có biết nhắn gì à? Dạ. Nhắn lời cảm ơn thôi chứ tôi. Dạ, chúc nội sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng chú ấy nha. Nội duy hình sức khỏe ha. Rồi, cảm ơn cậu nha. Dạ, xin được phép chào nội nha. Dạ, con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Bán cái số. Dạ, ngoại ơi, ngoại có thể mở nón, mở khẩu trang nói chuyện với con chút xíu được dạ, không? Dạ, được. Dạ, 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 ngoại mở nón luôn đi ngoại. Có bà này nè, bà già nè, bà đi nổi. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Dạ, 77 rồi. Dạ. Đến 78 mà té về mấy tháng này mới nghỉ mới bán ít bữa rồi. Dạ. Dạ. Có bây giờ mình một ngày là ngoại bán được bao nhiêu tờ? Có 120 tờ rồi chú. Dạ, sao dạ. Ngoại bán ít quá vậy? Trời ơi, vừa đau chú ơi, đi té lên, té xuống, không mới té là chứ nó chết rồi đó. Dạ. Trời ơi, có mình ở được có đứa con gả nó còn một dâu người ta chứ không phải có một mình nha, có đứa con dạ. Gả thì còn ở chung bà xui. Dạ. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông ngoại mất lâu rồi, dạ. Mất cũng 7-8 năm rồi. Dạ. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một dạ. Nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Tuấn ở bên Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như ngoại. Dạ. Anh đang ngày hôm nay chú Tuấn có dạ. Một phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, để dạ. Cho ngoại bớt vất vả hơn dạ. Trong cuộc sống nha. Dạ. Dạ, ngoại cỡ, ngoại mở khẩu trang đi nha. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Tuấn tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn chú Tuấn. Dạ, gửi lời cảm ơn chú Tuấn nha. Dạ, ngoại dạ. Được bao nhiêu? Dạ. Dạ, ngoại đếm giúp con xem ngoại được bao nhiêu. Dạ, được 500. Dạ. Cảm ơn chú Tuấn, gửi lời thăm chú Tuấn. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, mừng quá mừng. Dạ. Dạ. Chúc ngoại sẽ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, bớt vất vả hơn nha. Dạ. Ê, ta cho tiền cả. Đem đi. Chỗ ăn uống ở chợ Càng Long đã ở đây nè cô chú anh chị.
Dạ, con chào cô, cảm ơn cô. Bên kia này có hỗ trợ gì không? Đây sao người dân thấy em làm cái người ta đồn rất là nhanh luôn. Dạ con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Bán số khổ. Dạ. Ngoại ơi, ngoại có thể ngoại mở nón, ngoại nói chuyện với con chút còn xíu được không? Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 17 mấy, 35 tuổi. Dạ, bây giờ ngoại bán một ngày được bao nhiêu ta? Có mấy chục không có tiền con á. Dạ, ngoại bán như vậy thì ngoại có lo cho ai không? Có mình ơi thì con không có đâu lo cho ai. Dạ, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông có vợ khác mấy chục năm rồi. Dạ, ngoại cho con hỏi cái là con mắt ngoại bị gì không ngoại? Ngoại bị... Dạ. Bị đời chiến tranh đó con. Mà bây giờ ngoại còn thấy đường không? Không thấy đường con này. Dạ. Mắt nó thấy đường. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ, bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Tuấn ở bên Mỹ. Mày cũng nghe nói mà không gặp. Dạ. Nói giúp đỡ gì mà người ta. Mà ngoại ít gặp lắm. Dạ. Ngoại ở trong ruộng. Dạ. Thì chú Tuấn ngày hôm nay á là rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại. Đúng rồi. Cảm ơn con em. Hôm nay chú Tuấn có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, cảm ơn con em. Dạ, đây là tấm lòng của dạ, chú Tuấn. Cảm ơn con nhiều lắm nghe Tuấn. Dạ, ngoại đếm giùm con xem ngoại nhận được bao nhiêu. Dạ, để ngoài cái ít đi. Dạ. 1, 2, 3, 400. Dạ, ngoại, dạ, ngoại đếm kỹ lại giùm con cái đi. Con đếm coi. Dạ. 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Tuấn không? Nói chưa gửi lời thăm chú Tuấn mình giỏi. Chúc chú ông may mắn nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú quán nha. Dạ, cảm ơn con nha. Ngoại bán hết sớm về sớm nha. Dạ, cảm ơn Tuấn. Dạ. Chú Tuấn thì em còn 200 thì em sẽ xin phép anh Phước ở Đan Mạch. Dạ, con chào cô. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Cô năm nay là 60 rồi. Dạ, cô ơi, cô có thể mở nón, cô nói chuyện với con chút xíu được không? Dạ, được. Dạ, dạ cô mở nón ra đi. Lấy nón ra, lấy nón ra. Dạ. Bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Một ngày cô bán có 50 tờ. Sao cô bán ít quá vậy cô? Cô bán hả? Có 50 tờ đấy. Một, hai giờ mới về. Dạ, mà cô có thể cho con biết vì sao con ngồi xe lăn không? Tại vì cô bệnh rồi bị ngồi xe lăn bị xe đó. Dạ. Xe cuốn cái chân năm, cuốn cái chân hết trơn rồi, bánh cái chân luôn rồi đó. Dạ, mà bây giờ cô ở với ai? Cô ở của mình cô à. Dạ, cô không có gia đình hả? Không. Dạ, bữa nay thì gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Tuấn là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ nha. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh kém may mắn như cô. Thành ra ngày hôm nay chú Tuấn tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha. Dạ. Cảm ơn chú Tuấn nha. Dạ. Bên cạnh đó thì con cũng sẽ xin phép là chú Phước ở bên Đan Mạch tặng cho cô một phần quà luôn. Dạ, để cho cuộc sống của cô đỡ phần nào đó trong cuộc sống của mình nha. Dạ, đây là tấm lòng của chú Phước ở Đan Mạch tặng cho cô. Đan Mạch luôn á. Rồi, con cảm ơn chú Phước nha, con cảm ơn chú Phước. Dạ. Chúc cô sẽ bớt vất vả với tấm lòng hai chú nha. Dạ, con xin phép chào cô. Cô bán hết sớm về sớm nha. Dạ, con mời ngoại. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Cô 70 tuổi rồi. Dạ, bây giờ một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? Cô bị thất địa điểm, cô đi không được, đi lãnh ngày có 70-80 rồi. Dạ, ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Một mình. Dạ. Có thằng con, có vợ nó đi theo vợ nó rồi. Dạ, còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Hết trơn rồi. Dạ. Chỉ có mình con ở nhà. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Tuấn là một nhà hảo tâm ở Mỹ, ở bên Đan Mạch. Dạ. Chú Phước
là một nhà hảo tâm ở Đan Mạch sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nghe, của ít lòng nhiều, chú Phước chúc cô có tiền cô uống thuốc dạ sẽ bớt vất vả trong cuộc sống của mình nha. Dạ cô cảm ơn cô nhiều. Cô nhắn gửi gì với chú Phước không? Dạ cho cô gửi lời thăm chú Phước nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô. Dạ chúc cô sẽ bớt vất vả với tâm lòng cô ấy nha. Dạ con xin phép chào cô. Chỗ bán rau này, chú anh chị với bán gia vị thật hóa. Ở đây thì những sạp bán rau người ta bán ở trên cao. Sẵn em cũng vô chia sẻ với cô chú anh chị nha. Chúng ta cũng bán quần áo, giày dép. Đi xuống qua khu này là những người bán ở dưới đất á. Dạ. Thì nhiều hơn khu bên kia. Khu bên kia thì khu bán trên sạp. Bên này sương mù rất là nhiều luôn, cô chú anh chị thấy tầm nhìn ở trên đó nó bị mờ. Đáng lẽ là em ít có gửi người dưới số trước lắm, nhưng mà gặp nội ngoại đọc thì em gửi luôn. Tại dưới số là họ sẽ đồn rất là nhanh và nhiều quá cô chú anh chị, thành ra là sẽ khó trong cái việc mà em đi tìm kiếm những hoàn cảnh nào mà bán rau quá. Hơi rộng một chút xíu. Té cô chú anh chị. Trường ghê tuôn á.
cái khu vực bán cá cũng như bán thịt tương đối khá là nhiều đúng không ạ? Chào anh. Ở đây em thấy sạch thịt, người ta sạch thịt người ta cũng bỏ không khá là nhiều với cô chú anh chị. Chung giờ ta mua bán khó khăn đó, thành ra là người ta cũng không bán không có nhiều với cô chú anh chị ha. Những sạch thịt thì người ta sẽ ra ngoài mép ngoài dễ bán hơn, còn ai ngồi trong thì khó bán lắm. Dạ con chào bác. Bác ơi bác bán gì vậy bác? Dạ bác năm nay bác được mấy mươi rồi? Không biết không. À bác không nghe hả? Bác lại có hỗ trợ cho số rồi. Cái này cũng có một tiệm gạo lớn lắm này cô chú anh chị. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Bán hơi nhút mà nhưng... À ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 74 rồi hả ngoại? Rau nhút thì của ngoại là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Dạ đồ nhà. Dạ ngoại ơi ngoại có thể mở nón ngoại nói chuyện với con chút xíu được không? Biết gì đâu nói chứ. Dạ dạ ngoại mở nón đi nói chuyện với con chút xíu thôi nha. Yeah. Biết nói chuyện gì vậy? Dạ ngoại bán rau nhút này bây giờ một bó bao nhiêu? 5 ngàn. Dạ, trong ngoài bán rẻ dữ vậy ngoại? Ta mua người ta bán rẻ thì còn mắc hơn, còn gì của nhà. Dạ, rồi một ngày mà ngoại bán cái này nếu mà ngoại trừ chi phí luôn ngoại còn được bao nhiêu? Được 100-200 ngàn, có nhiều, có dạ. Đồng nhà có đâu có nhiều 2-3 độ gì nè. Dạ, mà ngoại bán gì thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Trời ơi, chồng bệnh, đồ con, đồ tùm lum tà lá chứ. Dạ, ông ngoại bị gì vậy ngoại? Tiểu đường, người tiêm mạch huyết áp, rồi bị sang có thận gì tùm lum hết trơn. Dạ. Sắp đi đời rồi. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha.
Bữa nay con xin phép thay mặt chú Phước là một nhà hảo tâm ở bên Đan Mạch. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Nè có chị chú coi nè, sưng giò sưng cẳng nghe nè, nó tản thằng luôn hai. Dạ. Bên hai vợ chồng ở nhà mấy chị. Dạ. Ổng cũng bảy mấy tuổi. Dạ. Nó sống được ngày nào thì hai ngày mấy. Dạ. Nó đau nó nhức người tim mạch huyết áp. Dạ. Thành ra nhiên xong não dạ. Đủ thứ hết trơn. Dạ. Bây giờ bác sĩ ở trong nhà là thương nó thuốc không có, đi khám bệnh có bảo hiểm đi ra mua ngoài này, ở ngoài mấy cái tiệm lớn này có chứ động không có thuốc. Dạ. Thì bữa nay con xin chú Phước ở bên Đan Mạch ha. Dạ, sẽ tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ để cho ngoại với ông ngoại uống thuốc nha. Dạ, cho ngoại đỡ được phần nào về sức khỏe của mình. Dạ, đây là tấm lòng chú Phước ở Đan Mạch tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ, ngoại đếm giùm con xem chú Phước tặng ngoại bao nhiêu. Cảm ơn chú Phước ơi. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Cũng mừng, cũng mua gạo rồi ăn rồi này kia nọ. Dạ. Cảm ơn, cứ sống được. Dạ. Dạ. Ngoài nhắn gửi gì với chú Phước không? Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm, chú Phước ơi. Dạ. Đó chúc, vậy nè. Dạ, chúc nội với ông nội nha. À, sẽ bớt vất vả hơn, phục hồi cho bằng nào. Chú ơi đi móc cua, móc ốc rồi này, cảm ơn kiếm cũng ra chú Phước. Cảm ơn nhờ chú Phước giúp đỡ. Lâu lâu người ta bán ra, người ta cho gạo từ thiện gì đó, cái người ta kêu. Cảm ơn ngoại, cảm ơn ngoại nhờ phục hồi sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn con. Xin chào ngoại. Dạ. Nhiều đội ơn. Cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại bán hết sớm về sớm nha. Dạ. Dạ, xin phép chào ngoại. Dạ. Loại rau vậy mà không có ấy hả? Dạ. Không có nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, con chào bác. Dạ, bác năm nay bác được mấy mươi rồi bác? Ôi, 68 rồi. 68 rồi hả bác? Dạ, bác đang bán gì vậy bác? Hộp. Hộp dịch. Hộp dịch. Dạ. Cái một trứng dịch. Trứng dịch. Hộp này của bác là bác mua bán lại hay đâu nhà? Mua bán lại à. Dạ. Vậy là bây giờ một chục được bao nhiêu bác? Bây giờ lúc này nó hơi có giá rồi, 30 ngàn. Dạ. Lúc trước nó 22 à. Dạ. Vậy một ngày mà nếu mà bác bán, bác trừ chi phí luôn, bác còn được bao nhiêu? À, cái này thì nó vô bán nhiều khi bán quỵ vốn. Dạ. Rồi bán thêm mấy cái lặt vặt như thảm đương rồi. À, giấy khăn giấy khô rồi bên đó nữa. Dạ. Chứ không phải bán hộp dịch này không? À, bác bán bên đó ha. À, đó. Dạ, vậy là cũng ít thôi chứ đâu có nhiều. À. Dạ, vậy là bác bán của vốn cũng ít chứ đâu có nhiều. Đúng rồi. Dạ. Cũng như bây giờ mình cũng lao động. Dạ. Mà để là nó rảnh rỗi không có là để mắc nợ cho con cái. Dạ. Mình phải kiếm thêm. Vậy là bây giờ bác ở với ai? À, hai vợ chồng. Dạ. Gái út thì nó cũng làm riêng. Dạ. Thì lương thì cũng có lãnh tháng 2 triệu hay chồng cũng đủ xài. Dạ. À, cũng tạm ổn. Dạ. Đó, dạ. Cho ra vậy. Bác gái được mấy mươi rồi bác? Bà thì lớn tuổi, bà bảy mấy rồi. Bà cũng còn lao động đi bán gì vậy đó. Dạ, vậy là nhỏ, à lớn hơn bác ha. Lớn hơn. Dạ. Để mình ra chấp nối nhau. Dạ. Bữa nay ai cũng có lương hết thì cũng đỡ. Dạ. Vì bữa nay gặp bác là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Phước ở bên Đan Mạch. Dạ, thì chú ấy cũng rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Dạ, mà mưu sinh cũng tương đối vất vả như bác. Dạ. Anh đang ngày hôm nay chú Phước có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác nha. Dạ, rồi. Dạ. Củ ít lòng nhiều. Dạ, rồi. Chú ấy chúc bác và bác gái dạ. Giữ gìn sức khỏe. Dạ, giờ cũng à đại diện gia đình với bà con đây cũng cảm ơn vợ chồng chú Phước. Dạ. Với bà con rồi nói chung thì mạnh khỏe. Dạ. Rồi giàu sức khỏe để là hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn hơn. Cảm ơn bác. Nếu tôi nhận đây thì nói cho ngay thì tôi cũng có giúp những người ta neo đơn hơn nữa. Dạ, quý quá. À, chứ không phải là mình có để mình xài, mà xài cho tôi xứng đáng. Cảm ơn bác. Rồi rồi rồi. Dạ, bác giữ gìn sức khỏe, ngoài giữ gìn sức khỏe rồi. Nha. Dạ, con xin phép con về nha. Dạ. Vậy là nửa tháng ngoài mới bán được ấy ha. Dạ. Dạ, con xin phép. Mình nửa tháng mà thì ngoài ấy bán được có 100-200 ngàn.
Dạ con chào ngoại. Mời ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau. Dạ. Ngoại bán con nhiêu đây thôi hả ngoại? Dạ. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 70. Rau này của ngoại là ngoại hái ở nhà hả? Dạ, hái nhà. Dạ. Vậy một ngày mà ngoại bán nếu bữa nào hên lắm thì được bao nhiêu ngoại? Ít thịt, vài chục ngàn. Ít vậy đó hả ngoại? Ít vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Dạ không. Dạ ngoại ở với ai? Dạ, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ở với con mà đều giờ ở mình. Dạ còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Không mất thì. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Phước là một nhà hảo tâm ở bên Đan Mạch. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Phước có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ. Dạ cảm ơn chú Phước. Dạ. Dạ. Ngoại đếm giúp con xem chú Phước tặng ngoại bao nhiêu. 2, 3, 400. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Dạ mừng. Dạ. Nhiều đây bán 4 bữa chưa đủ. Dạ, quý quá. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả hơn. Dạ, dạ, bán hết sớm về sớm với tấm lòng chú Phước nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Xin phép chào ngoại. Dạ. Dạ, chào chị nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn ngoại. Gà trống thả vườn 65.000 một ký. 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 Gà trống thả vườn 65.000 trái đem đi ngược ra nha cô chú anh chị. Chào bác. Dạ bác năm nay bác được mấy mươi rồi? Ủa là hỏi là năm mấy à? Năm mấy hả? Rồi bác đi sinh hả? Cho. Dạ bây giờ bác ở với ai? Ở mình à. Dạ bác còn làm gì nổi không? Không làm gì hết. Dạ là cho nhiều thì lấy bao nhiêu ha. Dạ còn bây giờ bác ngủ ở đâu? Ngủ hả? À? Dạ ngủ ở nhà trọ. Ngủ nhà trọ ha. Còn là bác không không bốn quá. Dạ nhà thờ nè. Dạ một tháng bác đóng bao nhiêu? 400 á. Dạ bữa nay thì gặp bác là cái duyên ha. Ừ. Bữa nay con sẽ xin chú Phước ở Đan Mạch tặng cho bác một phần quà nha. Phần quà gì? Dạ phần lì xì nghe bác. Ừ. Dạ đây là tấm lòng của chú Phước ở Đan Mạch tặng cho bác ngày hôm nay. Ừ. Dạ bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Ừ. Dạ bác có nhắn gửi gì với chú Phước không? Là khỏe nha. Dạ cảm ơn bác. Chúc bác sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy nha. Dạ, cũng xin phép chào bác nha.
có vẻ như chợ bán ít hơn ngày trước thì phải. Trước em đi hơi trễ mà lúc đó em thấy người cũng còn nhiều, mà bây giờ em đi sớm thì em thấy cũng tương đối cũng đông, nhưng mà không có đông như hồi trước. Dạ, con chào ông ngoại. Năm nay ông ngoại được mấy mươi rồi? Được 63. 63 hả? Bác bán bông hả? Bán bông. Dạ, bông này của bác là bác mua bán lại hay đồ nhà? Dạ. Đà Lạt. Dạ, một dạ, một ngày mà bác trừ vốn luôn thì bác còn được bao nhiêu? 3 triệu, 4 triệu bạc. À, không có bác trừ ra thì bác còn lời được bao nhiêu? Lời hả? Lời 5 ngàn, 300 ngàn. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Chúc bác xin sức khỏe nha. Dạ, bác hết sớm về sớm nha bác. Rồi, rồi. Xin phép chào bác. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán xôi. Dạ. Xôi này là xôi gì vậy ngoại? Xôi, xôi ngọt. Dạ, xôi ngọt nha. Còn ngoại có quấn bánh tráng này đó ha. Dạ, một gói bao nhiêu ngoại? 5 ngàn hả con? Sao ghẻ dữ vậy ngoại? Vậy nó bán ghẻ nó mau hết. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? À, 60 mấy hả? Dạ, ngoại 70 rồi. Chắc ngoại 68 quá. 68 đúng rồi. Dạ, bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Phước ở bên Mỹ. À, dạ xin lỗi, chú Phước ở bên Đan Mạch. Dạ, chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Anh đang ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, một ngày mà ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu ngoại? Dạ thì kiếm tiền ăn đậu à. Dạ ngoại ăn chín ăn tương nha. Ăn tương. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Phước ở Đan Mạch tặng cho ngoại ngày hôm nay nha. Dạ cảm ơn chú Phước nha. Dạ. Rồi. Ngoại đếm giúp con xem ngoại được bao nhiêu? 400. Dạ. Chúc ngoại. Cảm ơn chú Phước nha. Dạ. Chúc chú Phước được dặn sự như ý. Cảm ơn ngoại, chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Bán hết sớm về sớm nghe ngoại. Dạ. Cảm ơn. Xin phép chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại với số. Dạ. Ngoại lại con mua cho. Dạ. Dạ, ngoại ơi, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 80 rồi. 80 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Nó cũng bình thường. Chúc mừng ngoại. Nhưng mà con thấy ngoại đi hình như nó hơi bị khòm phải không? Nó đau cái lưng. Dạ. Mà ngoại đang bán gì vậy ngoại? Dạ, bây giờ một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? Có bữa thầy đắt á, thầy được 100, còn không được 80, 50. Mấy bà con thấy mình á không có mặn gì được, rồi tờ về lại nhà. Dạ. Đó. Rồi người ta thấy vậy ta mua dùng. Dạ. Bây giờ ngoài ở với ai? Ở con mình. Dạ, còn ông ngoại có, đâu người ngoại? Chết hết trời. Dạ. Rồi có thằng con nuôi cưới vợ rồi rất chơi mình nghèo. Thì vợ nó bỏ đi. Dạ. Thì thằng con á với tôi cái nó bệnh nó chết. Dạ, giờ dạ. Ngoại còn con bệnh thôi. Giờ còn hơn mình. Dạ, bữa nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Phước là một nhà hảo tâm ở bên Đan Mạch. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Dạ. Thành ra ngày hôm nay chú Phước có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Dạ, cảm ơn. Dạ. Trên trời dưới đất làm có mấy cậu. Dạ. Giúp đỡ cho mấy người nghèo già. Cảm ơn cô đơn. Dạ. Vậy đó. Dạ, đây chứ là không giờ không biết nói cái gì để cho hơn nữa. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Phước. Ở Đan Mạch tặng cho ngoại. Ngoại đếm giùm con xem chú Phước tặng ngoại bao nhiêu. Dạ. Mà đếm ra tao đếm không rành thế đó cậu. Dạ. Ơi. Hồi xưa không có được đi học cậu ơi. Dạ. Nghèo, cha mẹ nghèo nó đi rồi con nó cho nó biết chữ nó chết. Dạ. Ra hồi lính tráng. Rồi bây giờ để nó không biết chữ mà nó sống. Dạ. Nhiêu?
8 năm rồi. Dạ, bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Hả? Ngoài cảm giác như thế nào? Thì tôi giờ tôi cảm ơn mấy cậu hết để đã xuống tới đây. Dạ. Cũng cực khổ lắm. Dạ. Vậy là tôi chúc cậu được 100 tuổi. Cảm như ơn tôi ngoài. Vậy nha. Dạ. Chúc ngoài sẽ bớt vất vả với tấm lòng của chú Phước nghe. Dạ. Tôi không biết cậu đó gì à, nói lại dùng. Nói mà già quá không rành. Mà nó cái gì à, chúc mừng. Nó cho 100 năm hạnh phúc. Cảm ơn ngoại. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Bán hết sớm về sớm nghe ngoại. Đây chúc mấy người đó thấy giùm. Dạ. Giúp giùm lại. Cảm ơn ngoại. Vậy cảm ơn cậu nghe. Trời ơi. Xin phép chào ngoại nha. Dạ. Khỏe 100 tuổi rồi gặp cửa nghe. Cảm ơn ngoại. Xin phép chào ngoại. Dưới hình như là mùng 10 rồi, còn 5 ngày nữa là ngày Tết Trung Thu rồi, ngày rằm tháng 8. Đây giống như bà con đang mê. Nó năm nay nó được mấy mươi rồi? 85 mà một cái chai càng lắm. Bây giờ nó lụm thì bao lâu nó bán một lần? Mỗi ngày mỗi bán liền lấy tiền liền á. Được bao nhiêu nồi? Hả? Một ngày nó bán được bao nhiêu tiền? 40 giờ người ta dành nó mua hết. Dạ. Bây giờ nó ở với ai? Ở với một mình cháu ngoại, ở riêng ở tư hết. Dạ. Con mấy con gái chết hết rồi. Con nội đâu rồi nội? Hả? Chồng của nội đâu rồi? Chồng chết lâu, chỉ là ở mình mua vé chai. Dạ. Bữa nay thì con gặp con thay mặt chú Phước ở Đan Mạch để tặng cho nội một phần quà nho nhỏ nghe. Cảm ơn. Của ít lòng nhiều. Chú Phước chúc nội sẽ bớt vất vả với tấm lòng của chú ấy nha. Cảm ơn nhiều ha. Dạ. Cảm ơn ha. Dạ. Chú Phước biết bà. Cảm ơn nội. Chú Phước biết bà. Phước ở đây phải không? Dạ không, ở bên Đan Mạch. Cô 50 tuổi. Nói chung là tập trung đông quá thì em sẽ không có gửi được cô chú anh chị ha. Thì thêm cái nữa là em đang đứng ở ngoài đường á, nó cũng không có được an toàn cho lắm. Dạ rồi. Thì em sẽ tiến hành thống kê từ số tiền 12 triệu của anh Phước ở Đan Mạch là còn bao nhiêu nha cô chú anh chị. Chút xíu nữa em mới đến được. Em phải ra khỏi cái khu vực mà đông thiệt là đông rồi. Đó, còn chú anh chị thấy là có những người mà phải họ đeo bám em suốt luôn á. Dạ là bây giờ em chưa đếm tiền được.
Ý. Em còn hữu duyên gặp được một nội ở đây nè cô chú anh chị. Ngay chỗ bến xe. Dạ con chào nội. Dạ. Nội bán gì vậy nội? Hả? Nội đang bán gì vậy? Nội bán vé số nè. Dạ. Nội năm nay nội được mấy mươi rồi? Dạ 94 rồi. 94 rồi hả nội? Dạ. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Dạ cũng được. Dạ chúc mừng nội. Dạ thầy ở đâu mà thầy hỏi tôi vậy? Một ngày nội bán được bao nhiêu tờ? À, trăm. Hơn 100. Dạ bây giờ nội ở với ai? Ở có gái. Dạ. Chồng nó bỏ rồi nó ở với tôi. Dạ. Còn ông nội đâu rồi nội? Ông nội chết đâu. Dạ. Bữa nay thì gặp nội là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ gửi cho nội một phần quà nho nhỏ nha. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Phước ở Đan Mạch. Dạ. Tặng cho nội 700 dạ. ngàn nha. Thầy ở đâu mà cho tôi như vậy? Dạ. Cho tôi chuyện. Chúc nội sẽ bớt vất vả nha. Dạ, với tấm lòng chú ấy nha. Chúc cho cháu. Dạ nội cất đi nội ha. Dạ thôi em đi quá trời đông rồi nè. Quá trời đông rồi đó cô chú anh chị. Gần cả 8 người luôn. Dạ, bu quanh em. Thành ra em thôi, em không dám đứng nói chuyện với nội nữa. Rồi anh Phước ơi, anh đợi em chút xíu nha. Em phải ngắt video, em lái xe đi chỗ khác được. Em tháo đi trước một cái. Dạ, rồi em mới có thể tiếp tục em thống kê số tiền. Dạ, còn theo nữa đó em cô chú anh chị. Họ đi xe đạp theo luôn. Bây giờ là em chạy về bên địa phận huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cô chú anh chị. Thì em mới dám đếm tiền chứ em không dám đứng đó được. Thành ra là em không có hỏi thêm được nữa. Thì dạ, thì cô chú anh chị thì chắc có lẽ là luôn luôn và đồng cảm với em, hiểu được những cái khó khăn của em. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành em đếm là còn bao nhiêu từ tấm lòng của anh Phước ở Đan Mạch cô chú anh chị ha. Em đang quay mà em không có gắn cái cây nên hơi khó cầm tí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 là em còn 7,5 triệu từ tổng số tiền 12 triệu. Vậy là em thay mặt anh Phước là gửi là 4,5 triệu và bên cạnh đó là 2 triệu của anh Tuấn ở bên Mỹ, anh Phước ở Đan Mạch. Chân thành cảm ơn tấm lòng của hai anh rất là nhiều. Em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Phước để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn và ở những video tiếp theo. Và cảm ơn hai anh nhiều lắm. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Và em cũng không quên cảm ơn những cô chú anh chị nhà hảo tâm mà đã từng đồng hành với em từ trước đến nay. Và cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chúc nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với cho những hoàn cảnh khó khăn ở tại Việt Nam ạ. Em cảm ơn.